Như chúng ta đã biết, quả bóng vàng 2023 cuối cùng cũng đã thuộc về người xứng đáng nhất, Lionel Messi. Rất nhiều lời tán dương và cả những tràng pháo tay đã được dành cho siêu sao người Argentina trong buổi lễ trao giải. Hình ảnh cả khán phòng cùng nhau đứng dậy để vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại có thể được ghi vào sử sách như một trong những khoảnh khắc kinh điển nhất. Không qua khi nói, hơn một nửa thế giới đều muốn Messi lên ngôi và cảm thấy hạnh phúc khi điều đó trở thành sự thật. Ngay cả với các đối thủ của Messi cũng cảm thấy khâm phục thiên tài này. Nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại một nhóm người đã trải qua một ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời của họ. Đó là ai? Các bạn liệu có thể đoán ra không? Câu trả lời sẽ có ngay trong phần sau của video này. Hãy nhớ theo dõi đến hết nhé. Như trước đó, các anh em khán giả của kênh đừng quên để lại một like, một subscribe và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một sản phẩm nào của kênh. Còn bây giờ, nội dung hấp dẫn ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Nhóm người vừa trải qua một ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời của họ không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo và các fan trung thành của anh ta. Vì sao lại nói như vậy ư? Đúng là Ronaldo chưa hề lên tiếng từ sau buổi lễ trao giải của bóng vàng để chúng ta biết được CR7 có tâm phục khẩu phục với danh hiệu này của Messi hay không. Tuy nhiên, tiền đạo thuộc biên chế Anas mới đây đã có động thái đầy ẩn ý khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao. Theo đó, CR7 đã thích và bình luận bằng icon cười ra nước mắt trong một bài viết trên Instagram mang hàm ý chế nhạo danh hiệu của bóng vàng của em Bulga. Xin chào các bạn, điều mà chúng ta dự đoán từ trước đã thật sự xảy ra. Họ sẽ trao một quả bóng vàng khác cho Messi. Anh chàng này đã quyết định dưỡng già tại Inter Miami, nhưng có vẻ như điều đó thực chất diễn ra tại Paris Saint-Germain rồi. Anh ta chỉ cần thi đấu cầm chừng cho câu lạc bộ để chuẩn bị cho World Cup của đội tuyển quốc gia. Nhưng chức vô địch ấy cũng chẳng hề thuyết phục. Messi đã vô địch World Cup với 6 quả phạt đền. Thật là điên rồ. Messi đã có 8 quả bóng vàng, nhưng lẽ ra anh ta chỉ có 5 mà thôi. Anh ta đã lấy quả bóng vàng của Iniesta, Xavi năm 2010, Lewandowski vào năm 2021 và Haaland năm nay. Trên đây là đoạn chú thích được trích ra từ video của nhà báo Thomas Roncero thuộc tờ AS. Dễ thấy, Roncero đã chỉ trích mạnh mẽ việc Messi giành quả bóng vàng 2023. Những lời lẽ luận điệu xuyên tạc ngông cuồng nhất có thể. Bài viết của ông ấy nhận về vô số phẫn nộ, nhưng điều khiến người ta chú ý nhất là việc Ronaldo đang được phát hiện đã nhấn like và đăng 4 biểu tượng cảm xúc cười ha ha trong phần bình luận trên Instagram của Roncero, như một động thái ngầm thừa nhận những gì mà nhà báo này nói là đúng. Và điều này đã khiến cho CR7 hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Nó gợi ý cho người ta nhớ về khoảnh khắc Cristiano Ronaldo để lại bình luận Factors bên dưới bài đăng chúc mừng quả bóng vàng thứ 7 của Messi vào năm 2021. Khoảnh khắc này từng một thời gây bão mạng xã hội, mang về luôn anti-fan đông đảo cho siêu sao người Bồ, khi đa số các ý kiến đều cho rằng CR7 đang thể hiện sự nhỏ nhen, ích kỷ và đố kỵ trước thành tích của kỳ phùng địch thủ đạt được. Còn nhớ năm 2017, sau khi đạt quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo từng tuyên bố anh là cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá. CR7 nói với France Football: "Tôi là cầu thủ hay nhất trong lịch sử, tôi không thấy ai giỏi hơn tôi, không có ai làm được những việc mà tôi không thể làm và tôi đã đạt được nhiều thứ mà những người khác không vươn tới." Hay trước đó, Ronaldo đã dõng dạc tuyên bố chiếc giày vàng quan trọng hơn quả bóng vàng khi anh đoạt danh hiệu này nhiều hơn Messi. Dễ dàng nhận thấy, Ronaldo bị ám ảnh với sự thành công của đối thủ lớn nhất cuộc đời anh. Hành động mới đây của Ronaldo càng củng cố cho người hâm mộ thêm quan điểm đó. Dù rằng cách đây chưa lâu, đích thân siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đã có những chia sẻ về việc những fan hâm mộ của anh không cần phải ghét Messi. Cuộc đua song mã giữa hai người đã có câu trả lời. Và anh dành sự tôn trọng tuyệt đối cho người đã cùng mình đứng trên một sân khấu đỉnh cao suốt hơn một thập kỷ qua. Nhưng có vẻ như Ronaldo nói hay hơn là làm, hoặc là anh giả vờ che giấu đi sự đố kỵ, cảm giác thua kém người đồng nghiệp. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc bộc phát cảm xúc, chính hành động của anh đã tố giác tất cả. Được biết, Thomas Roncero là một nhà báo thể thao người Tây Ban Nha và là fan cuồng của Real Madrid cũng như cá nhân Ronaldo. Ông là thành viên của El Chiringuito de Jugones, chương trình trò chuyện thể thao lớn nhất trên truyền hình Tây Ban Nha. Chắc chắn giữa Roncero và Ronaldo có một mối quan hệ hữu hảo và không có chuyện Ronaldo bình luận nhầm vào bài viết của người quen được. Chưa kể các fan hâm mộ của Ronaldo cũng bày tỏ thái độ tô xích trước sự kiện Messi ẵm giải thưởng quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp. Một người hâm mộ đã đăng trên nền tảng X Twitter trước đây: "Ronaldo dù sao cũng luôn gặp khó khăn hơn. Anh ấy đã chiến đấu từ Sporting Lisbon để lên đỉnh thế giới, trong khi Messi được ngậm thìa vàng ở Barcelona trong suốt sự nghiệp. Mọi người đang tận hưởng một giải thưởng không xứng đáng." Một người hâm mộ khác thì viết như sau, ngụ ý rằng chiến thắng Ballon d'Or của Messi chỉ là một giải thưởng được mua bằng tiền. Tất cả đều xứng đáng nhận nó, tất cả đều được mua bằng tiền. Nó không khác gì là bố thí. Mặt khác, một cổ động viên trung thành của Ronaldo lại có quan điểm thoáng hơn và không đả động gì đến Messi. "Mọi thứ Cristiano Ronaldo giành được đều là nhờ sự nỗ lực, sự kiên cường và làm việc chăm chỉ của chính anh ấy. Tôi sẽ luôn coi anh ấy là số 1 của mình, chỉ vậy thôi." Thái độ của Ronaldo và các fan hâm mộ của anh quả thực để lại một dấu hỏi lớn. Xét cho cùng, Ronaldo năm nay không hề có cửa cạnh tranh với Messi, hoàn toàn không. Thậm chí thứ bậc của Ronaldo trong bảng xếp hạng các ứng viên nằm tận con số 829 với 0 phiếu bầu. Thật khó hiểu khi siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ ra cay cú trước thắng lợi lần này của kỳ phùng địch thủ.
nên biết rằng hai đối thủ lớn nhất của Messi trong cuộc đua là tiền đạo Erling Haaland của Man City và tiền đạo Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain, những người lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3 trong danh sách bầu chọn của 100 nhà báo trên khắp thế giới. Cả hai cầu thủ này đều không cảm thấy có vấn đề gì với việc Messi giành chiến thắng trước họ. Thậm chí Haaland và Mbappe đều gửi lời chúc mừng đến Messi sau khi về nhà từ gala trao giải. Đầu tiên, Erling Haaland đã rất chuyên nghiệp khi lên tiếng chúc mừng Messi trên mạng xã hội bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh chia sẻ bức ảnh của siêu sao người Argentina trên Instagram với chú thích Felicitaciones Leo Messi, hàm ý là xin chúc mừng Leo Messi. Hành động của Haaland trái ngược hoàn toàn với Ronaldo, dễ hiểu khi xuất hiện những so sánh về phẩm chất của cả hai. Ronaldo có thể hơn về tài nhưng chưa chắc đã hơn về đức, với cậu hậu bối kém mình trên chục tuổi. Mbappe chỉ về đích ở vị trí thứ 3 sau Erling Haaland và Messi trong cuộc đua giành quả bóng vàng 2023, nhưng anh vẫn luôn thể hiện mình là cầu thủ fair play thế nào. Mặc kệ những tin đồn về việc anh và Messi có mối quan hệ không tốt, nhưng Mbappe luôn là người đầu tiên chúc mừng người đồng đội cũ từ chức vô địch World Cup 2022 cho đến Ballon d'Or 2023. Chúc mừng Leo với giải thưởng của anh xứng đáng với phần thưởng ấy. Mbappe viết trên tài khoản cá nhân Instagram bằng tiếng Tây Ban Nha, kèm theo là 4 biểu tượng vỗ tay chúc mừng cùng gắn thẻ Leo Messi. Ngay lập tức, dòng trạng thái của siêu sao người Pháp nhận được hàng trăm nghìn lượt thích, có hàng nghìn bình luận và chia sẻ lại. Về phần Messi, anh cũng đã dành những lời khen ngợi cho bộ đôi có thể kế tục mình đua tranh quả bóng vàng trong tương lai. Trong bài phát biểu lúc nhận giải, Messi nói: "Một ngày nào đó, Haaland và Mbappe sẽ giành được quả bóng vàng. Erling rất xứng đáng với điều đó. Cậu ấy đã vô địch Premier League và Champions League, đồng thời là vua phá lưới ở mọi giải đấu. Giải thưởng này có thể đã thuộc về cậu ấy ngày hôm nay. Tôi chắc chắn trong những năm tới, cậu ấy sẽ giành được nó." Quan trọng nhất, Lionel Messi đã đưa ra được câu trả lời cực kỳ khiêm tốn khi được hỏi liệu anh có phải là GOAT, cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại hay không. Tránh đụng chạm đến Ronaldo hay bất cứ ai khác. "Như tôi luôn nói, tôi không biết liệu mình có phải là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử hay không. Nếu tôi là một trong những người giỏi nhất thì đây là một điều tuyệt vời." Thêm lần nữa, Messi lại khiến người hâm mộ phải ngả mũ bội phục vì sự khiêm tốn đến khó tin. Với việc La Bunga mới sở hữu cho mình quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp, chẳng còn mấy ai phủ nhận anh không phải là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử túc cầu giáo. Điều giúp Messi chiếm được cảm tình lớn từ các fan bóng đá toàn cầu bên cạnh tài năng xuất chúng chính là sự giản dị, khiêm tốn và hết mình vì đồng đội lẫn tập thể. Anh không có lối sống xa hoa hay khoe mẽ bên ngoài sân cỏ, theo vào đó khá kín tiếng, ít chia sẻ trên mạng xã hội. Hiện tại Messi đã hoàn toàn bỏ xa Ronaldo ở danh hiệu quả bóng vàng với 3 quả nhiều hơn. Năm 2017 cũng là lần gần nhất CR7 đứng trên bục cao nhất của giải thưởng cá nhân danh giá này, và việc bắt kịp Messi gần như là một điều bất khả thi. Nhưng thay vì tâm phục khẩu phục và dành lời tôn trọng cho kỳ phùng địch thủ, người đã giành chiến thắng trước mình, Ronaldo lại thể hiện sự đố kỵ, ganh ghét quá mức cần thiết. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách Messi xử sự mỗi lần được hỏi những câu hỏi liên quan đến Ronaldo. Sự trái ngược này đã cho thấy CR7 luôn bị ám ảnh bởi thành công của đối thủ truyền kiếp. Anh chắc chắn đã phải trải qua khoảng thời gian kinh hoàng nhất sự nghiệp trong gần một năm qua kể từ khi Messi bước lên bục cao nhất tại World Cup 2022 và giờ ẵm trọn luôn danh hiệu quả bóng vàng thứ 8. Nhưng thật dễ hiểu khi Ronaldo thua cuộc trước Messi, chính bởi sự ích kỷ của cá nhân anh. Người đời thường nói anh hùng trọng anh hùng, thế mới đáng mặt nam nhi quân tử. Với Ronaldo, anh vẫn chưa thể làm được điều này. Vì thế, anh mãi mãi không bao giờ có thể so với Messi, cũng như chưa xứng đáng bước vào hàng ngũ anh hùng của thế giới bóng đá. Và nếu cứ càng cố chấp, càng cư xử thiếu chín chắn như những gì đã và đang làm, Ronaldo chỉ có thể được thừa nhận là một cầu thủ bóng đá xuất sắc chứ không phải là một nhân cách bóng đá vĩ đại như Messi.